ta chúc nơi nơi mừng anh đồng phu vui lúa thơm hơi, người thương ra lời tình, người công nhân ấm no thoáng như đời gian lao nghèo khó.
rồi lấy cho con. Cho em bé này nữa. Rồi thì mấy cháu này. Mấy đứa nhỏ nha. Thank you.
mời tất cả quý vị ngồi xuống. Tại vì chúng ta còn buổi lễ tụng kinh trong khoảng 10-15 phút nữa. Rồi sau đó mới chúng ta mới cúng cơm cho vong linh. Dạ, vậy là thật thưa tất cả quý vị. Đây là sư phụ của Đoàn Lân. Chúc quý vị nha. Thưa quý đội, cái động cơ mà Đoàn Lân của chùa anh em lúc nào cũng múa rất là hay, đó chính là Đỗ Minh Hùng và Diệu Hương, và tất cả những người trong đây đều là con cháu của gia đình đó. Mình giới thiệu, đây là Đỗ Minh Hùng, đây là quốc trưởng phu nhân là Hữu Diệu Hương. Còn ngoài ra là thưa quý đội một cậu bé thôi, có chút xíu bây giờ cao như vậy rồi, mà ba của cái cậu này đó chính là Cường. Xin mời Đỗ Cường. Đây, Đậu nó đang đánh trống, thưa quý Đậu. Và xin mời tất cả Đoàn Lân xin đến đây là chùa Hoa Nghiêm và tất cả quý Phật tử ngày hôm nay. Xin cảm ơn Đoàn Lân Tập Anh rất là nhiều. Xin chào sư phụ Lân. Tổng tư lệnh của Đoàn Lân, Đậu Minh Hùng nhiều hơn. Một Phật. Và sư phụ là người lãnh đạo của Đoàn Lân Tập Anh. Đây là sư phụ của Đoàn Lân Tập Anh. Sư phụ là anh thân biết nè. Sư phụ Lý Đại. Nói ngoài ra là tất cả các vị trong Đoàn Lân, xin tất cả quý độ chúng ta vỗ tay để cảm ơn Đoàn Lân. Phản sư các tượng tùy ẩm mang thế tự chúng đăng thành tâm hương nguyện. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh đại đại xả thế hàm thức thượng hào quang minh di từ nghiêm đệ tử chúng đăng chí tâm quy mạng lệ nhất tâm đành lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thánh Di Lặc Tôn Phật. Đại từ chốn đang nhất tâm đánh lễ Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Dạ, xin mời quý đội lật quyển kinh trên tay trang số 15 để tụng chú Đại Bi kỳ bình an. Thank you.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn trưởng lão Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý ban tri sự của các hội Phật giáo tỉnh bang tại Canada, cùng đồng bào Phật tử hiện diện hôm nay. Nhân danh Tổng Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Canada, chân thành kính chúc mừng năm mới đến toàn thể đồng bào Phật tử, được nhiều thắng lợi từ đời sống tinh thần đến đời sống vật chất. Thưa quý vị, Thiền sư Không Lộ quan niệm rằng đạo hiện diện trong cuộc sống, trong những sinh hoạt nhẹ nhàng tự nhiên của cuộc đời, trong những tâm hồn lắng động phận tượng tấu uế như dòng nước tĩnh lặng hiện rõ bóng răng. Đúng vậy, Thiền sư đã cho chúng ta một hình ảnh đẹp của một ngày xuân an lạc trên quê hương cực lạc, không đắm nhiễm trần thế, mà Thiền sư đã để lại trong bài thơ như sau: Ngư ông thùy trước vô nhân hoán, quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền, dạ tịnh thủy hàng ngư bất thực, mãn thuyền không tại nguyệt minh quy. Có nghĩa là đêm an tịnh, nước đã lạnh, cá không còn cắn câu nữa, ngư ông gác mái chèo chở một thuyền trăng. Trên bước đường tu tập tiềm bản tánh chân như của mỗi chúng ta, thì cái trí tuệ vô ngã là sở đắc, làm phát khởi một sức mạnh tâm thức của cá nhân và cộng đồng. Cũng như từ giữa hư vô, con người đã có thể lấy ra một nguồn năng lượng vô tận. Phật dạy rằng, từ tâm thức giải thoát khỏi những cố chấp, thì con người dễ phát khởi một sức mạnh tâm lý để phụng sự đạo pháp một cách nhiệt tâm hơn. Nếu tất cả hàng Phật tử chúng ta đều tỉnh thức để nhận được một chân lý cao thượng, lẽ là biết được chúng ta là đơn vị thoát thai từ vũ trụ bao la, cái thoát ra từ giả hợp của ngũ uẩn, hòa nhập vào không gian bao la vô tận của pháp giới hoa nghiêm, chính là chúng ta đang ở trong mùa xuân bất tận. Kính chúc đồng bào Phật tử luôn tinh tấn tu tập nhiều hơn trong năm mới, ngõ hầu thoát ra những vướng mắc cá nhân vị kỷ, để nhiệt thành bước vào sinh hoạt cộng đồng vũ trụ bao la mà tìm thấy Phật tánh cao thượng, hay gọi là trí tuệ vô ngã. Một lần nữa chúc mừng năm mới đến tất cả quý Phật tử. Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Dạ, Di Đà Phật, chúng tôi xin thông báo các Phật sự của chùa Hoa Nghiêm trong những ngày tới. Ngày mai thứ hai mùng 1 Tết, chùa sẽ cử hành lễ rước vía Xuân Di Lặc vào lúc 10 giờ rưỡi sáng và sẽ cúng kinh lên đầu năm. Chủ nhật tuần sau, chùa khai kinh dược sư và tụng suốt trong một tuần lễ. Vào ngày Chủ nhật 21 tháng 2, chúng tôi sẽ tổ chức cúng sao giải hạn đầu năm và có lễ quy lúc 1 giờ rưỡi và cúng cô hồn lúc 2 giờ rưỡi. Và ngoài ra, chúng tôi có tổ chức đốt 108 đèn hóa sen để cúng Đức Phật dược sư. Thì những Phật tử nào tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, thì các vị muốn phát tâm để kỳ an cho bản thân mình trong năm mới, tức là năm con khỉ này, thì quý độ gặp các cô ở ngoài bàn công đức để ghi tên, và chúng tôi sẽ đọc tên kỳ an trong suốt 7 ngày liền. Và sớ cúng sao kỳ an giải hạn cũng đã có tại bàn công đức. Và trước khi quý độ nghe Táo Quân đọc sớ, thì xin mời tất cả quý độ nghe chúng tôi xin chúc mừng năm mới tất cả quý độ được an khang. Và tất cả quý Phật tử sẽ cùng chúng tôi nói 4 thứ tiếng được không quý đâu? Để mình làm lớn nhà. Bây giờ tiếng Việt trước là chúc mừng năm mới nha. 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Chưa lớn hết chút nữa. Chúc mừng năm mới. Wow, rồi tiếng Anh. Happy New Year. Tiếng của gì? Bên con chỉ ba thả. thì hiện nay chùa đã để dành được khoảng 410.000, thì chúng tôi dự định là cấp cho chùa
Nhưng mà thưa với đổ đóng chuông ngoài, bên anh nó không chịu dọn đi. Thành ra ở bên cái nhà này nó chịu dọn đó, nó chịu bán cho mình, thì chúng tôi đã ủi sập xuống để làm cái bạch kinh chung quanh chùa. Thì lúc đó chúng tôi mới làm cái mái chùa nó balance. Còn bây giờ nó có bên rồi, bên đây nó có mắt cái nhà, thành ra không thể nào làm được. Thì thôi mình bây giờ tiếp tục bỏ ống. Thì khi nào nó bán ế quá nó kêu mình nó cho, chẳng bán ế thì nó cho. Thì là lúc đó chúng tôi sẽ làm cái mái chùa. Thì Phật tử xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đã đóng góp tất cả tình tài cho chùa trong suốt một năm qua. Thứ hai xin cảm ơn gia đình của tất cả các thanh niên Chí Cường và Minh Bảo, cũng như các thanh niên đã phát tâm nấu thức ăn để đãi Phật tử trưa hôm nay. Và thứ ba, cái nữa là cảm ơn gia đình của cô Hoa Minh đã cúng 500 cuốn chả giò để đãi Phật tử ngày hôm nay. Và ngoài ra thì cô Hoa Minh là một vị nấu canh chua rất là ngon. Nhưng mà quý đủ nhớ người ta nói rằng đầu thầy chùa, sao nữa? Nấu canh chua, sao nữa quý đợi? Mày 3 tháng còn chua. Có nghĩa là gì là mấy thầy ở dơ lắm thưa quý đủ. Phải không? Một cái ăn chúng tôi có 3 năm chưa nhập. Nhưng mà quý đậu đứng thần chúng tôi có hơi không quý đậu? Và nó chua còn hơn là mấy ăn nữa với quý đậu. Thành ra cô Hoa Minh có một cái đặc biệt là nấu canh chua rất là ngon. Thì một lần nữa mình vỗ tay quan lên cô Hoa Minh và gia đình. Và ngoài ra chúng tôi xin chân thành cảm ơn đài truyền hình PBS mà vị giám đốc đó chính là Đậu Hát đang đứng quay phim đây. Xin cảm ơn Đậu đã đến đây để quay để chân thành quý vị được đang theo dõi. Và chúng tôi xin cảm ơn Đậu Mân Đức Hòa đã làm cái website cho Đài Tổng Lâm cũng như chùa Hoa Nghiêm và chùa Tam Bảo. Thì chân thành thì cảm ơn Đậu Mân Đức Hòa và cô Trần Thị Lệ. Rồi chúng tôi cũng xin cảm ơn Đậu Giác Phước đã cúng bông và trái cây đã được trưng ở trên chùa bàn ngày hôm nay. Thì Đậu Giác Phước là một người suốt gần 30 năm nay, năm nào đại lễ cũng phát tâm đi cúng. Thì quý đậu biết là trái cây chùa mà quý đậu mà khó khăn bên ngoài thì chùa cũng khó theo quý đậu. Quý đậu nghèo thì sao? Chùa cũng nghèo theo. Mà vì sao? Là mái chùa che chở hồn dân tộc, nét sống muôn đời của tổ tông. Do đó cho nên Đậu Giác Phước đã phát tâm cúng bông với trái cây cho chùa mỗi một đại lễ rất là nhiều. Cho nên một lần nữa xin cảm ơn Đậu Giác Phước rất là nhiều. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn ban nấu ăn. Thì quý đậu biết là hàng tuần mình đến chùa tụng kinh rồi mình phải có cơm bỏ trong bao tử, chứ không thôi mình tụng Nam Mô Di Phật trong đó nó cứ kêu trò vô niệm đâu có được không quý đậu. Cho nên phải có ban nấu ăn. Cho nên xin chân thành cảm ơn các Phật tử đã đứng ở trong ban nấu ăn để hàng tuần nấu cơm cho Phật tử về chùa tụng kinh và có cơm chay để ăn. Đây là Phật. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn Đậu, gia đình Đậu Diệu Nhã và Minh Nghĩa hôm nay phát tâm cúng dường cho chùa gần 40 cái bánh tét. Và ngày mai sẽ hạ xuống để mà cái đó kêu tét ra hay là quấn chị kéo ra. Kêu chị tét kêu kêu quá. Thật ra ngày mai sẽ hạ xuống để cúng dường cho chùa. Và cũng xin cảm ơn gia đình Đậu, Minh Lý và Diệu Trơn đã quý đậu biết rằng ở ngoài quý đậu ăn cái bánh là cái bánh da lợn. Thì nhưng mà kêu cái bánh da lợn nghe nó ghê quá. Thành chúng tôi mới đặt cái tên trong chùa. Nếu mà cái bánh nó 12 lớp thì được gọi là bánh thập nhị nhân duyên. Tại vì nó phải nhiều cái thứ nó quậy quậy rồi đổ vô nó mới dính ra phải không quý đậu. Mà nếu 6 lớp thì gọi là bánh lục độ. Thành ra xin cảm ơn gia đình Đậu Minh Lý Diệu Trơn hôm nay đã thật tự ra. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý đậu ngày hôm nay vì cái truyền thống của người Á Đông chúng ta đến đây để coi mối thân và đón giao thừa. Xin cảm ơn tất cả quý đậu. Bây giờ mình ra thì nói với cái ông Táo. Ông Táo năm nay đáng lẽ đúng là ông Táo thì mặc sườn sát và không có bận quần. Nhưng mà ông Táo nói với tôi và thưa thầy, vì vì bữa nay đài truyền hình quay mà thầy kêu con bật cái nó ra thì người ta coi đài truyền hình người ta không biết con là đàn ông hay đàn bà. Thật ra Đậu xin phép để mặc áo dài khăn nóng. Đó là một cái hình thức rất cổ truyền của người Á Đông của chúng ta. Thì trước khi quý đủ nghe ông Táo báo cáo thì một lần nữa xin cảm ơn Đoàn Lân, Tập Anh, gia đình Đậu Minh Hùng và Diệu Hương. Thì tất cả quý đủ đồng lại cho thật lớn một lần nữa nha. Quý đủ nhớ chữ hết chứ không nhắc nha. Bây giờ tiếng Việt trước nha. 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Chưa có nở nè, chưa có lợn nè, chưa có lợn nè, chưa có lợn nè. 1, 2, 3. Chúc
xin được báo cáo cùng với Ngọc Hoàng những chuyện xảy ra trong năm vừa qua tại Hoa Nghiêm Tự. Đầu tiên là chuyện tu tập tinh tấn của các Phật tử đạo tràng Hoa Nghiêm. Mỗi ngày chủ nhật có lớp giáo lý giảng giải rõ ràng nghĩa lý của kinh, mọi người học tập cái mà học tập, cùng nhau thực hành những điều Phật dạy. Nhiều Phật tử mới có duyên với chùa, phát nguyện quy y giữ gìn năm giới, năm giới cái mà năm giới. Bồ Tát tại gia ngày càng thêm đông, cùng nhau học tập rèn luyện thân tâm, giữ thân khẩu ý ngày thêm thanh tịnh, thanh tịnh cái mà thanh tịnh. Những buổi tịnh tu cùng bác quan trai tạo thêm thuận duyên trên đường tu học. Mỗi ngày chủ nhật mọi người tham gia khóa lễ tịnh độ, niệm Phật tụng kinh cũng như đảnh lễ ông Tam Hoa Thăng Đại Bi xúc tượng. Xúc tượng cái mà xúc tượng. Trong năm vừa qua sinh hoạt đặc biệt ngày 2 tháng 8 Trang Nghiêm tổ chức buổi lễ an vị tôn tượng uy nghi Quan Âm Nam Hải tại Đại Trùng Lâm trong ngày nắng đẹp. Nắng đẹp cái mà nắng đẹp. 10.000 Phật tử cùng với giác chức chức quyền các cấp đã tề tụ về tham gia buổi lễ. Buổi lễ cái mà buổi lễ. Người người vui mừng nhìn được tôn tượng đứng trên đồi cao trang nghiêm vĩ đại. Thượng tọa chủ trì làm lễ sai tịnh trong tiếng trầm hùng đại bi thần chú. Thần chú cái mà thần chú. Trực thăng trên cao thả vào bầu trời, hàng ngàn cánh hoa vô ư tinh khuyết nhẹ nhàng rơi xuống trên đất già lam. Mọi người hoan hỷ nói với nhau rằng hộ pháp chư thiên rưới hoa mạng đà cúng dường tôn tượng. Tôn tượng cái mà tôn tượng. Buổi lễ hoàn mãn Phật tử ra về trong niềm hỷ lạc. Thần xin kể tiếp sinh hoạt trong năm những kỳ đại lễ tổ chức trang nghiêm từ lễ Phật đản cho đến Du Lan và các khóa lễ cung vía định kỳ. Việt Nam tín nữ đông đảo tham gia. Tham gia cái bà tham gia. Hàng năm tổ chức bầu cử tự do, bộ trưởng chủ trì hoàn toàn dân chủ, báo cáo tài chính rõ ràng phân minh, thâu vào chi ra đều có sổ sách. Sổ sách cái mà sổ sách. Trở lại sinh hoạt của chùa Hoa Nghiêm, xin được nhắc đến hoạt động không ngừng của các Phật tử hết lòng làm việc phận sự trong chùa, phụ giúp một tay với thầy chủ trì, giữ cho cảnh chùa luôn được thanh tịnh. Thanh tịnh cái mà thanh tịnh. Cùng các sinh hoạt ngày thêm khởi sắc để khách thập phương bước chân vào chùa lòng thêm an lạc. An lạc cái mà an lạc. Muốn tâu Ngọc Hoàng báo cáo tới đây là xong mọi chuyện. Xin cho thằng Kiêu để kịp trở về sửa soạn cửa nhà để đón mừng năm mới. Trước khi rút lui xin chúc Ngọc Hoàng cùng với phu nhân mọi điều tốt đẹp. Tốt đẹp cái mà tốt đẹp. Và cũng nhân dịp xuân mới, Tấu Quân xin chúc cho toàn thể quý Phật tử một năm mới hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài, tiền thì đầy túi, tim thì đầy tình, xăng thì đầy mình, gạo thì đầy lúc,
muối thì đầy hũ, vàng thì đầy tủ, sức khỏe thì lại đầy đủ, vạn sự như ý, phước lộc cát tường, đạo tâm kiên cố. Trong chiến